Đúng là khi mà làm việc thì có nhiều người cũng thiên về cái cách ăn như vậy, ăn vặt như vậy, nhất là giới trẻ hiện nay. Thì chúng ta thấy là khi mà mình đặt hàng order thì rất là dễ ăn thức ăn mang từ bên ngoài vào, rồi là nào đánh cắp trộn, xong rồi là những cái thức ăn rất là linh tinh á, thì như vậy mình cảm thấy là mình thỏa mãn cái vị giác của mình nhưng mà không là mang lại giá trị dinh dưỡng. Như vậy thì mình có thể thay thế bằng cách nào? Mình thay thế bằng những cái thực phẩm tốt cho sức khỏe của mình, có thể đó là cái nhóm trái cây. Cái nhóm trái cây ở đây thì mình không có chọn trái cây mà ngọt nhiều, ví dụ như là mình ăn đa dạng trái cây. À, trong văn phòng ví dụ có thể là các bạn bè mình có thể là cùng ăn với nhau, rồi mình sẽ chia sẻ với nhau là bưởi nè, rồi cam hay là táo, là dưa hấu, thanh long, nghĩa là mình thay đổi các loại trái cây. À, thì là như vậy đó, cũng là một cái bữa ăn phụ rất là tốt. Hoặc là mình có thể là mình cho trái cây vào trong sữa chua. À, trái cây mình cắt nhỏ xong mình cho trộn với sữa chua thì mình làm một cái bữa ăn cũng ngon. Hoặc là hạt, các loại hạt đó thì mình hạt mình trộn với lại sữa chua hay là mình ăn hạt không cũng vẫn là tốt. Đó là những cái bữa ăn phụ khá là tốt, hoặc là những cái bữa ăn phụ mà kết hợp với sữa cũng rất là tốt, hay là sinh tố. Ví dụ như sinh tố thì mình sẽ không phải là sinh tố, mà nếu mà sinh tố mình đặt từ bên ngoài đó thì thường trong đó nó có gì, nó sẽ có trái cây và nó sẽ có đường và có thêm sữa đặc, có đường và có thêm sữa bột nữa, có thể là có bột béo. Thì như vậy thì cái ly sinh tố đó nó rất là giàu năng lượng luôn, mà nếu mà mình cái sinh tố này mà mình tự làm thì nó sẽ tốt hơn. Ví dụ như là trái bơ với mình cho sữa chua, hoặc là mình làm bơ dầm á, mình cho sữa chua vào và mình cho một ít sữa tươi vào, thì như vậy nó sẽ ra cái sản phẩm mà tốt cho sức khỏe mà nó không có bị quá nhiều đường. Rồi khi mà mình lựa chọn thì những cái loại sữa chua hay là sữa tươi thì mình sẽ chọn cái loại ít đường thì nó sẽ tốt cho sức khỏe của mình hơn. Như vậy mình có thể là ăn đa dạng các loại cái bữa ăn phụ vẫn đa dạng nhưng mà vẫn tốt cho sức khỏe, và tùy cái người gầy ấy, thì cái bữa phụ nó giúp cho mình tăng cân, có nghĩa là giảm cân được, nhưng mà cái người mà béo vẫn có thể bữa phụ được. Nhưng mình chọn ví dụ như mình chọn ổi, thanh long, những cái loại thực phẩm mà nó không có nhiều năng lượng ấy, thì nó cũng giúp cho mình là có được cái bữa phụ nhưng mà lại không tăng cân. Cho nên là cái cách ăn của mình nó sẽ giúp cho mình khỏe mạnh hơn.